Nếu như trước kia quan niệm trẻ em còn nhỏ chỉ cần lo học hành, chuyện tiền bạc là trách nhiệm của người lớn, thì hiện nay xu hướng dạy con khởi nghiệp kiếm tiền từ nhỏ được rất nhiều phụ huynh lựa chọn. Từ khi 7 tuổi, Đức đã được mẹ của mình hướng dẫn làm thêm nhiều công việc khác nhau, từ bán nông sản sạch, livestream, bán sách, cho đến làm MC song ngữ. Na là học sinh lớp 8, nhưng kinh nghiệm tích lũy từ những công việc đó đã giúp em hiểu được giá trị của sức lao động. Tiền Tiết kiệm từ những công việc đã làm, Đức cũng được mẹ dạy cách chi tiêu và quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm theo sở thích của mình. Dịp này, chị chung còn cho con dạy thêm tiếng Anh tại lớp mầm non tự thuộc của mình. Với chị, đây là dịp để dạy con các kỹ năng mềm cần thiết mà không trường lớp nào dạy. Thực tế, việc cho trẻ khởi nghiệp từ nhỏ đã rất phổ biến tại các quốc gia phát triển theo các chuyên gia việc phụ huynh tạo điều kiện cho con phát triển ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn nhỏ đồng thời luôn ủng hộ giúp đỡ sát sao để thực hiện giấc mơ trưởng thành này của trẻ sẽ giúp tư duy và nhận thức của trẻ phát triển tích cực có ích cho cuộc sống sau này